các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trịnh Gia. Lâu lắm rồi không có clip gì đặc sắc hay là hay cả. Hôm nay mình đã nghĩ ra một clip, đó là mình sẽ thử lòng. Mình sẽ thử lòng bán mua ve chai. Thì sau mình đây, đây là một cái bao mà ve chai mà mấy lâu nay mình đã tích góp được. Hôm nay mình sẽ thử lòng bác mua ve chai bằng cách là mình sẽ đếm trước, đếm trước và cân trước xem thử ở trong đó có bao nhiêu lon và bao nhiêu cân nhựa anh em, và mình sẽ để cho bác ấy tự xử. Bình thường mọi ngày khác mình gom được, bác ấy đến cũng tự xử thôi, và bác đưa bao nhiêu tiền thì mình lấy bao nhiêu thôi, mình cũng không có cân đo đong đếm gì. Nhưng mà hôm nay để mình sẽ thử xem bác ấy có thật thà không. Ok, đếm lon trước anh em. Có 38 cái lon nha anh em, tất cả mình đếm được 38 cái lon, và bây giờ mình sẽ cân thử bao nhiêu cái nhựa. Đây là cái này tầm 28 anh em. Đấy, hơn 28. Đấy, hơn 28. Được bao nhiêu tiền chú? Được 20.000. 20.000 coi như 40 cái lon là 10.000, rồi là 8.000 bạc chai nữa. Là 18, nhưng mà là bao nhiêu bên là 20 luôn. Bao nhiêu ký nhựa chú? Là 4 ký. 4 ký nhựa hả? 4 ký nhựa. Dạ. Là được 20.000 hay là được 18.000? Thì bây giờ 20.000 nữa, cứ tính 20.000 đi. Dạ, ý là chú nói được 18.000 nhưng mà chú tính cháu 20.000. Vậy bây giờ là coi như nó dính trong đây là coi như hầu nào chú cũng mua nữa mà. Dạ. Vậy là giờ chú đưa chẳng 20 luôn ấy. Dạ. Chắc cũng... Rồi, cháu cảm ơn. Rồi chú ngồi đây chú nói chuyện chào chú. Chú ngồi. Cháu xin phép quay phim chú. Thì cháu nói thật với chú nha. Rồi. Đấy là cái đống ve chai kia thì cháu đếm sẵn rồi, cháu đếm hết rồi. Rồi. Đấy, cháu đếm trước hết rồi, nói chung là mọi trước là chú vô thì cháu cũng để chú tự đếm, tự thối tiền lại. Rồi. Mà bữa nay cháu có đặt một cái camera ngay góc kia. Đấy, có nghĩa là để thử xem thử. Nói chung cháu cũng xin lỗi chú là cháu thử cái tính thật thà của chú xem như thế nào. Đúng rồi. Dạ. Và chú đếm là 38 hả? Hay bao nhiêu cái lon? Cái lon 40 lon. 40 lon với là 4 ký nhựa. 4 ký nhựa. À. Là đúng nó là 18.000. Mà thôi chú vô ra chú mua đây biết rồi. Rồi. Không gì vài nghìn bạc nữa mà gì đâu. Dạ. Không biết có thật hay không mà ở cháu. Dạ. Thì cháu nói thật chú là hôm nọ cháu đếm là cháu đếm 2-3 bữa trước cơ. Là có 28 cái lon thôi. Đấy, nhưng mà vài bữa nay thì nó vô lại thêm. Thì chú cũng không có nuôi thêm nuôi bố thì con sao rồi chú nuôi vậy. Rồi, cháu cảm ơn. Mà chú không nuôi lao đâu. Chẳng tin bây giờ đi một lần nữa đồng ý vậy thôi. Dạ, thôi cháu cảm ơn. Cháu tin nữa chú và... Cháu hỏi luôn là chú năm nay bao nhiêu tuổi chú? Cháu phải kêu bằng bác chứ. Bác năm nay bao nhiêu tuổi? Coi như... 69 tuổi.
bác 69 tuổi rồi. Rau 9 tuổi cũng như 70 rồi á. 70 rồi. Để tên gì nữa? 70 rồi. Ê, nhà chú ở đâu? Nhà bác, thưa cháu gọi là bác nhé. Nhà bác ở đâu? Thì kêu thứ chi cũng được rồi. Tao ở dưới xã Trung Phước á. Dưới Trung Phước? Trung Phước ở ngoài Phước Hòa á. Dạ. Ở ngoài Phước Hòa và của xã Trung Phước. Mà ngày nào chú cũng đi mua? Không, ngày đi, ngày nghỉ cho chú có đi miết được. Dạ. Bác không có đi miết được. Dạ. Tại vì nói cho đi nó không có hạn cho. Bây giờ cũng mất mũi nó cũng vô không thấy bác đường bước không thấy này cho không thấy ngõ hết chứ. Lấy đồ gương ra ít có thấy lắm. Cũng như thiệt vậy. Bây giờ nói đúng cho anh em mà chờ sung rụng mà con nó đem tiền thì chắc cũng lâu lắm, ít có mùng năm ngày Tết rồi mày nó có dí dọn cho con. Nó cũng nó giờ có vợ có đồ nó sống như vợ con nó cho giờ nhà nước rồi này lo bác rồi mà. Nhà nước lo. Nhà nước là đỡ bên hộ nghèo, cất nhà cất cửa đồ xong hết rồi. Hỗ trợ tiền bạc đồ nhà nước sống với bác cũng được lắm á. Chứ không ai cũng được đâu. Dạ dạ. Cho hỏi chú bác có mấy người con rồi? Bác có mấy người con? Coi như bốn. Bốn người con. Bốn mà bây giờ coi như nó có chồng có vợ nó ở xa hết rồi. Ở xa hết rồi. Ở xa hết nó nằm trong Đà Lạt, Sài Gòn, đổ vô Đồng Nai, Bình Dương rồi nó nằm ở ngã đấy không á. Dạ. Nhà bác bây giờ còn bác gái con chứ? Bác gái mất này 15 năm rồi cháu ơi. Ủa mất vậy còn mình bác hả? Còn có một mình đấy, cho mấy đầu nhà nước ra vô đấy bảo hiểm đồ là nhà nước cho hết. Dạ. Coi như thuốc thang đồ mình tự đi đến bệnh viện là mình xin giờ mình uống. Dạ. Tại mình có bảo hiểm ấy. Dạ dạ. Bảo hiểm nó cho mà. Cho bảo hiểm. Bây giờ nói đúng cho nhà nước cũng chiếu cố bác rồi cũng được lắm cho phải sống cũng ngon lắm. Dạ dạ dạ. Mà bây giờ nghĩ bây giờ già biết làm gì cho ra tiền thâu cũng đi mua dê chai rồi cũng kiếm ngày dài 30 rồi nó cũng đỡ rồi cháu à. Dạ dạ. Ở nhà ai nấu cho. Dạ. Chỉ có nhà nước ấy là hàng tháng hàng năm rồi có nó ít nhiều gì nó cho tiền ăn Tết ăn đồ đấy là có. Dạ. Còn nói cho người con của bác lớn rồi có gia đình ổn định hết rồi ạ. Coi như hay về thăm hỏi bác không? Sao? Đấy là mấy anh mấy chị có hay về thăm hỏi bác không? Coi như đã, lâu lắm nó mới dọn. Lâu lắm mới vậy. Chỉ rồi họ bác mà bác muốn nó dọn là dạ. Bác điện nó cho tao này mười bận này kia nọ mình nguyên chuyện mình nối láo vậy là nó dọn. Dạ. Nó dọn nó mua thuốc mua thang rồi nó cho. Để rồi là tiền bạc rồi nó cũng cung ứng cũng có chứ không phải là mình nối phụ nó cũng có. Dạ. Nhưng mà nói đúng cho hầu kia mình nuôi nó cho rồi bây giờ đây. Được có thời gian nào được rồi cho nó đâu có trực tiếp nó ở với mình đâu. Dạ. Nó ít có khi nó dìa lắm. Thì anh gì còn lo cuộc sống của gia đình đúng không? Vậy bây giờ vợ con cũng đâu có con. Thì má nó cũng chết lâu lắm rồi vậy. Dạ. Trong khi ấy mà cái hầu mẹ nó chết á là con chưa có đứa nào có vợ hết. Mà sau tao dựng vợ ra chồng nó đi làm công ty ở trong ấy. Dạ. Nó gặp ở trong hết. Nam cũng gặp trong mà nữ cũng gặp trong. Con nó làm ăn ở trong hết. Dạ. Lập trí bây giờ ít cho khi nó ở ngoài này không cháu à? Nó đi đâu á? Rồi, chỗ đó đây thanh niên nó đi hết rồi. Vậy còn nguyên nô già già ở nhà không à? Cái nô sồn rồi vậy à? Dạ. Tao còn thiệt ra cái lỗi bình nhảy được là đi hết. Dạ. Nó làm ăn ở đâu á? Nhưng không phải ít cho khi ở nhà vậy. Mấy đứa con của tao đấy nó đâu có ở nhà đâu. Nó đi lâu rồi mà. Dạ. Nó đi này cũng có mười mấy năm rồi nè. Có đứa bây giờ coi như nó coi công nhân làm cho nó không làm nữa mà. Có đứa bây giờ ngon vậy á. Dạ. Không phải giỡn đâu, con tao cái dạng cũng làm có tiền lắm chứ mà. Nó ít có khi nó dư hợp. Tại vì làm ăn trống ngon mà mình làm dở có tiền mà nó dư chi. Đúng rồi. Nó không dư rồi, bây giờ chỗ nào nó biển được là nó biển chứ nó hiếm dư hợp. Bây giờ nó thật là đồng tiền nó định đoạt tất cả mà. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ nó dễ. Để thành ra là thôi bác ở ngoài này có gì bên phòng nhà nước nó cứu trợ đồ nó lo nó đồ là mấy cái nhà mà hảo tâm đồ nó cho. Dạ. Để có đôi khi nó tấu nó thăm mỗi nó cho chứ. Dạ. Cái đấy là bác nuôi thiệt chứ không phải là bác nuôi láo đâu. Cái dạ. Gì mình lớn rồi. Dạ. Mình không có cái gì mà mình nuôi láo đâu. Vậy một ngày bác đi mua được khoảng bao nhiêu cây chai đó bác? Không biết bao nhiêu cho mà xuống bán ngày nào mà ngon nhất kiếm còn được 50-70. Còn cái chuyện mà dài 30 là bình thường. Trừ tiền xăng rồi ra hết rồi hả? Ý là trừ rồi là trừ hết rồi. Có túi là được vài chục ngàn. Đấy là cái ngày mình mua ít nhất. Còn cái ngày nào mà chở nhiều là cái món hàng đấy là nó cao giá hơn. Dạ. Là món đấy mình kiếm gần cả trăm mà cho không biết đâu. Hôm nay tao vô đây 2-3 lần rồi á chú.
Dạ. Cô hai ba lần rồi. Ờ. Không có nhà với lại là đúng rồi. Bận công việc ấy. Nên là bây giờ mình mới gặp mình chú cũng tâm sự với chú tí chứ tại vì thấy cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi. Lớn tuổi mà đi mua thấy vất vả. Còn cái đây là đúng nó vậy á mà, dạ. Mà bây giờ là nằm nhà cũng không được phải đi vậy á. Dạ. Còn nằm nhà cũng được à. Mà tao ở nhà chừng từng lỡ tao bệnh mèo tao phải đi vậy. Dạ. Tao đi vậy cũng kiểu như là mình đi cho nó thao giãn của mình. Dạ. Là nó khuế được trong cái cơ thể của mình chứ mà nằm nhà tình tịch ấy. Tao nói nó bệnh liền ấy. Dạ. Hãy dỗ nào canh cái tao nói thiệt không phải tao nói láo không. Dạ, dạ, dạ. Tao hay đi làm vậy nậu lâu chút mà cứ mà nói cha thấy ngó vậy mà cha xuyên đi chứ. Tao nói vậy tôi đi vậy nó khỏe cho mà tôi ở nhà nó bệnh không rồi. Rồi đi cảm giác người nó đúng rồi, thoải mái vậy á. Ở nhà nó đi rồi tới chỗ này tới chỗ kia rồi mình vừa mua mà vừa mình tham quan chỗ này chỗ kia vậy mà mình đi chơi vậy mà thấy thoải mái không rồi. Dạ, dạ. Ở nhà chẳng được chi hết. Dạ. Ở nhà đi ra đi vô cái nhà nước nó cấp nó cho đấy. Dạ. Cứ đi ra đi vô đấy rồi bật mấy quạt rồi nằm đấy rồi mở tivi coi trớ 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 coi cho cũng chẳng được cái chuyện gì. Dạ. Vậy tao hay đi. Rồi. Rồi thế thì hôm nào nếu như mà có dịp thì cháu xuống ghé thăm nhà bác một chuyến. Cha nói cha chắc bác. Cũng lâu lắm á. Dạ. Không phải dở đâu. Thì cũng hy vọng là như vậy. Rồi bác rồi cháu cảm ơn bác nha. Rồi tao dễ rồi bác ra. Bác chất cái này lên xe. Anh em xem thử bác mua về chai khá là khổ. Đấy. Gia cảnh cũng bác gái thì mất mười mấy năm rồi, 15 năm rồi. Bác gái thì mất 15 năm rồi nhưng mà bây giờ bác tự mua ve chai rồi kiếm sống nói chung là cũng qua ngày. Về con cái thì cũng lớn rồi. Thôi hôm nay bác cũng đến mua ve chai này nhưng mà cháu xin phép là cháu quay clip. Đấy, wow. Từ lòng bác thật lòng. Wow. Bác thật lòng rồi cũng như là gia cảnh cũng khó khăn. Nói chung là mình thì cũng không có nhiều tiền. Đấy mình wow. Cũng gửi bác 50.000 nói chung phụ bác tiền đổ xăng. Thế thôi, phụ bác tiền đổ xăng thôi chứ cũng phải là to tát gì. Sao cháu làm ở trường đấy bác ngại quá. Thôi các bác không cần phải ngại, mai mốt là bác đến đây cháu bán cho bác. Cháu để dành cho bán cho bác không à. Đúng không? Bác thấy hồi toàn hồi giờ cháu có toàn bán cho bác không? Đúng không? Biết thôi, rồi. Dạ, đến thôi bác cứ cầm hộ cháu. Ui, bác cứ cầm hộ cháu. Mình làm ở đây tông ngại quá mẹ. Thôi cũng đây cũng toàn thể anh em thấy bác khổ quá thì có ve chai gì thì cứ gom lại rồi bác đến này bán cho bác nhá. Thôi rồi cái gì đó, bác thường hay vô đây mua lắm mà bữa nay đây á là vô có cái thôi bác cứ cầm hộ cháu được rồi cháu à. Bác xem như tiền cháu phụ bác đổ xăng cũng cảm ơn bác bởi vì tấm lòng thật thà đúng không anh em. Mình đúng có nhiều rồi. Thì mình cho nhiều nhưng mà có ít thì mình gửi bác. Nói là đúng cho hết. Dạ. Cả một cái xóm từ đây ra tới cái đường Hàng Xuân là ai nào cũng biết bác hết. Dạ. Bác mua rất thật thà. Dạ, không dạ. Có cái gì mà xảo trá mà láo hết á. Rồi nên cháu cảm ơn. Có nhiều người là người ta tính trước rồi mà bác tính cũng y như vậy. Dạ, ông dạ. Nói ông đây ông rất là thật thà. Dạ. Để, rồi phải rồi. Như nấu đâu. Tao nên bác dạ. Thôi bác không cần vậy nha anh em tao ủng hộ bác không? Ngài, bác cầm. Bác cứ bỏ túi xem như phụ tiền đổ xăng còn hôm nào cho bán thì cháu vẫn lấy tiền bình thường thì cho ai nói sao rồi, nhưng okay. Mà tao muốn công chuyện nó dễ là được rồi mà yeah, okay. Mình làm cái chuyện cái nữa rồi bác cầm tiền đổ xăng. Ok anh em nào mà thấy bác khó khăn khổ thì nên giúp bác một tí, mỗi người một chai mỗi người một lon ấy cũng gom lại rồi bán cho bác, nói chung cũng không có của ít lòng nhiều cũng không có gì gọi là to tát cả. Tao thấy là hầu giờ tao thấy cảm thấy cũng vui cho mà dạ. Bây giờ bác cũng đối thiệt à dạ. Chia sẻ cho anh em luôn trời chung chia sẻ cho anh em luôn vô đây tầm vô đây tầm mang cái ơn của mày không có ơn gì đâu không? Bác thôi rồi bác cứ cầm nha rồi mai mốt mà vào mà không có cháu nhà nhớ cẩn thận mấy cái chó nó kinh lắm á. Mình chó ở xã Trung Quốc là mấy cái nhà tài trợ là cái nhà nước ở đồ là tầm mang ơn mang nghĩa to lắm á. Lần này tầm mang của mày. thôi bác nói vậy cháu đang còn mới cháu mới sống gần 30 tuổi thôi chứ cứ tao biết đâu. Sống tại, nói cho con trai tao như bác tuổi không mà. Dạ. Con trai tao bây giờ lớn hết rồi mà. Chắc cũng phải năm ra bốn mấy. Bốn mấy 50 rồi mà đâu phải chừng ít nè cháu. Vậy. Rồi thế rồi bác cứ yên tâm, bác cứ vui vẻ lên nha anh em. Rồi để mình sẽ phụ bác mang cái này ra ngoài nha. Mình vậy? Đây cháu phụ bác mang cái bì này ra ngoài. Rồi. Thôi, rồi cháu cả cháu bác nha. Tao coi cháu bác nha.
tao theo tao mang đó. Không mày rồi đi, tao không biết nói sao đây. Rồi rồi rồi, cảm ơn rồi, bác đi cẩn thận nhá. Thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì các bạn có thể thấy bác mua cha khá là thật thà, khá là tội, gia cảnh cũng khá chi là vất vả. Đấy, một ngày khoảng độ, bác nói với mình một ngày khoảng độ lời lãi từ đã hết khoảng 70.000 đến gần 100.000 thôi. Có ngày được 20-30.000 là bình thường. Đấy, thì bạn có thấy bác ấy tội thì nhớ xem mà có chai có lọ thì cứ gom lại bác ấy đến bán cho bác ấy nhá. Cảm ơn các anh em. Thì bắt đầu mình cũng tính tôn bác ấy nhưng mà thấy tội quá, thôi bác thật thà. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, nhớ like subscribe kênh nếu như mà thấy nó ý nghĩa nhá. Cảm ơn các bạn.